Bạch Thế Tôn, thế nào là tướng chân như của mười lực Phật? Thế nào là tướng chân như của bốn điều không sợ, bốn sự hiểu biết thông suốt? Đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, mười tám pháp Phật bất cộng, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn này thiện hiện chân như của mười lực Phật không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của mười lực Phật, chân như của bốn điều không sợ cho đến mười tám pháp Phật bất cộng, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của bốn điều không sợ cho đến 18 Pháp Phật bất cộng. Các đại Bồ Tát như thật rõ biết, cần phải tu học để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của Pháp không quên mất, thế nào là tướng chân như của tánh luôn luôn xả. Để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn này thiện hiện chân như của pháp không quên mất không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của pháp không quên mất chân như của tánh luôn luôn xả không xanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của tánh luôn luôn xả các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn Bạch Thế Tôn thế nào là tướng chân như của trí nhất thiết, thế nào là tướng chân như của trí đạo tướng, trí nhất thiết tướng, để các đại Bồ Tát như thật rõ biết mà tu học, để đối với tất cả Pháp như thật rõ biết, tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của trí nhất thiết, không sanh không diệt, cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của trí nhất thiết chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng không sanh không diệt cũng không trụ không khác mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng, các đại bồ tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn, bạch thế tôn thế nào là tướng chân như của tất cả pháp môn đà la ni, thế nào là tướng chân như của tất cả pháp môn tam ma địa để các đại bồ tát như thật rõ biết mà tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm lược quảng diễn. Này thiện hiện chân như của tất cả pháp môn đà la ni, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập. Đó gọi là tướng chân như của tất cả pháp môn đà la ni, chân như của tất cả pháp môn tam ma địa, không sanh, không diệt, cũng không trụ, không khác, mà có thể an lập đó gọi là tướng chân như của tất cả pháp môn Tam Ma địa, các đại Bồ Tát như thật rõ biết cần phải tu học để đối với tất cả pháp như thật rõ biết tướng tóm được quảng diễn.